Câu hỏi từ Facebook của bạn Nguyễn Xuân Cương. Bạn hỏi rằng, Thầy ơi, trước đây con là đứa vô thần, không tin có ma quỷ gì cả. Vậy mà gần đây con gặp ma thật. Chuyện là con mới làm bảo vệ ở một công ty. Hôm đó hơn 10 giờ đêm con đi tuần một vòng. Đến nhà kho thấy đèn vẫn bật nên con mở cửa bước vào. Vừa mở cửa ra thì con thấy một người cao lớn mặc váy trắng dài tóc đen phủ xuống che kín mặt đang hướng về phía con <laughs> còn đứng chết chân tại chỗ nhìn vào con ma đó thì không thấy chân nó chạm đất thấy bóng ma tiến về phía mình con mới tỉnh ra và ba chân bốn cẳng ù té chạy <laughs> hỏi câu hôm nay thầy đọc câu hỏi này là khối người hôm nay là sợ đây này tối này không ngủ được á hôm sau con hỏi là, mọi người trong công ty thì biết là có một vài người bảo vệ trước đó cũng đã gặp tình cảnh như con có mấy người bảo vệ trước đó từ đó con tin là có ma thật thầy ạ và thấy tò mò về thế giới tâm linh con muốn hỏi thầy là ma không thể cầm nắm được đồ vật thì ma nó có làm hại con người được không và khi gặp ma chúng ta phải làm thế nào ạ xin mong thầy giải đáp cho con con xin cảm ơn thầy <laughs> À, đại chúng nào? Có thể ở đây cũng có những người Không tin có ma Không tin có ma nhưng vẫn cứ sợ ma <laughs> Thưa đại chúng Thực sự nói đến ma thì đúng là Nhiều người sợ đấy Vì ma mình chả biết nó thế nào Vâng wow. Thì bạn Xuân Cương Bạn hỏi là khi bạn đi làm bảo vệ Bạn đi đến cái chỗ nhà kho thì bạn gặp cái hiện tượng này Thấy một cái bóng Như thế như thế và nay đuổi theo mình và mình sợ quá mình chạy và bạn hỏi những người bảo vệ trước đó thì cũng thấy cái hiện tượng này thì bạn hỏi là cái chuyện ma nó có thật hay không rồi ma nó có ác hại được người hay không như thầy xin trả lời cho bạn Xuân Cương và đại chúng cùng nghe thế này à, với cái nhìn của Phật pháp thì biết rằng thế giới quỷ ma là có thật nghe không à, đối với đạo Phật mình là có thật hết á đó, đó nếu gọi là có là có hết trời thần quỷ vật có hết mà không phải là không có có người có quỷ có ma có thần có thánh có tiên có phật có hết không phải không có nha yeah. thì ba là một trong những chúng sinh có thật đối với giáo lý của đạo phật và trong kinh phật có những câu chuyện mà nói về ma 500 vị tỳ kheo này vào rừng tu tập và trong rừng tu tập thì làm sao mà trong rừng ấy rất nhiều ma, cho nên là đến đêm là ma nó ra nó quấy, nó hiện nên là thành những cái hình ma quái rất sợ vào lòng ruột nó treo ở trên cây nó rơi xuống, Đó, nó làm cho các thầy không ngồi thiền được, nhìn thấy là sợ, cuối cùng là năm trăm thầy phải bỏ cái rừng ấy đi về bạch Phật, và chúng con bị ma nó trêu nhiều quá không tu được Phật ạ, thế thì Phật mới bảo thôi thế thì bây giờ các ông phải tu tập cái pháp môn từ bi. Và phật dạy cho các thầy quán từ bi tùng kinh từ bi và quán từ bi thế sau đó thì các thầy ứng dụng cái bài bài kinh này và tu tập và đức phật bảo tôi vào đấy sẽ tu tập như thế và giải tâm từ đến những chúng ma đấy thì sẽ hết thì quả nhiên các thầy vào trong rừng và tu tập đúng như lời phật dạy các thầy giải tâm từ đến các cái chúng ma quỷ đấy thì tất cả chúng đi hết Nghe không? đó và hết thế và không ai xa lạ chính một vị tôn giả của chúng ta rất nổi tiếng là Ngài Mục Kiều Liên. Ngài Mục Kiều Liên trong những kiếp trước đã từng là ma vương, theo đại chúng, đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Ngài Mục Kiều Liên đấy. Còn kiếp này là đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, nhưng trong vô lượng kiếp trước, Ngài đã từng là ma vương. Đấy, thế vậy là có ma. Và bản thân Đức Phật chúng ta khi Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, đến đêm 49 thì chính ma quỷ nó hiện ra để nó quấy nhiễu Ngài và wow, nó làm cho Ngài không đạt đạo được, nó cố tình như vậy nhưng mà cuối cùng thì ngài đã hàng phục được tất cả chúng nó đó thế cho nên cái chuyện ma là một hiện tượng có thật ở trong cái thế giới tương đối này thưa đại chúng đã có phật thì sẽ có ma đã có người thiện thì cũng có người ác có âm thì sẽ có dương thưa đại chúng không thể nào có phật mà lại không có ma nghe không? cho nên ma là hiện tượng có thật thế thì ở đây á bạn này bạn thấy cái cái hình bóng đấy thì mình gọi là con ba nhưng chính thực là một vong hồn hay là một ngã quỷ. Tức là chúng ta khi chết đọa làm ngã quỷ, chúng ta cũng gọi là ma đấy Nghe không? Nhá? Thì cái chuyện đó là có. Thế và ngã quỷ ma này, thưa đại chúng nó cũng có tác động đến loài người chúng ta. Bạn này bạn nói là ma không cầm nắm được vật thì không phải. rất nhiều những ma, những quỷ họ có thể tác động vào vật được. Đấy. Ví dụ có nhiều chùa làm lễ khi làm lễ 49 ngày đấy, thỉnh vong linh về chùa để cầu siêu. À, chùa thì treo cái cành phan, nhờ khi thỉnh một cái là cành phan tự nhiên rung động mặc dù không có gió. Đấy là những vong hồn họ về họ tác động vào. Tất nhiên ấy, tùy theo từng loài. Có những vong hồn ấy cái 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 lực của họ rất là yếu, họ không thể tác động được nhiều. Và nhưng có những cái loại quỷ thì cái lực của nó rất mạnh. Trong kinh có kể câu chuyện ngài Xá Lợi Phất khi ngài ngồi thiền định. Ngài Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất trí tuệ của Phật đấy. Ngài ngồi thiền định Thì khi đó có một con quỷ nó bay ở trên không trung Nó nhìn thấy Ngài ngồi thiền định Nó cầm một cái chùy nó giáng xuống đầu Ngài Rất là mạnh Thế xong nó bỏ đi Thế thì khi mà Ngài Sáng Lợi Phất xuất định Thì tự nhiên Ngài thấy ê Cái đầu nó bị đau ê ê Thế lúc ấy thì Ngài Mục Kiều Liên mới đến Thì Ngài Sáng Lợi Phất mới nói là Tự nhiên hôm nay tôi xuất định tôi lại thấy đầu nó hơi bị đau ê ê thì ngày Mục Kiều Liên mới nói rằng Thưa với Sư Huynh Là vừa rồi có một con quỷ Nó đi đến mà nó thấy Sư Huynh ngồi thiền Nó tức, nó lấy cái, cái chày ấy, Nó đập xuống đầu Sư Huynh đấy Với cái sức của con quỷ này ấy, Mà nó đập, dùng cái chày nó đập Thì cả cái núi Tu Di cũng nát ra như bụi luôn Nhưng mà do Sư Huynh là Ở trong cái định kiên cố Cho nên là nó chỉ hơi ê đầu thôi Chứ còn cái con quỷ đấy mà nó đập Cái chày như thế thì đến cái núi Tu Di Cũng nát ra như bụi luôn cơ mà Đại chúng thấy khủng khiếp không không phải chuyện thường cho nên chúng ta nhiều khi đi chúng ta gặp những cái loài long độc ấy, có thể là chúng ta có khi bị, bị luôn bị méo mặt bị người nó sụi luôn đấy à, thưa đại chúng nhá, cái chuyện đấy là có cho nên chứ đừng nói là ma quỷ không tác động đến con người rất nhiều người bị ma hành quỷ hành thưa đại chúng nhá, chứ không phải nói chuyện thường đấy, cho nên bạn này bạn lại nói ở đâu bảo là ma không cầm được đồ vật cho nên nó không làm gì được người không phải thế giới họ đều có liên đới và tác động với nhau chúng ta thấy điện nó có hình bóng gì đâu nhưng mà nó có thể giật chết chúng ta à, mình không nhìn thấy nó sức của điện nó rất là mạnh từ trường không có gì chúng ta đi gần cái dây điện cao thế ở à, một cái mức độ nó có thể hút chúng ta vào đấy nó hút chúng ta vào chúng ta thấy nó mạnh khủng khiếp thế nào thế cho nên không thể nói rằng thế giới quỷ ma không ảnh hưởng đến chúng ta nó vẫn ảnh hưởng chỉ ảnh hưởng ở mức độ nào và với ai như thế nào thôi thưa đại chúng nha thế thì bây giờ bạn ấy nói là bây giờ làm thế nào bây giờ làm sao để mà 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 gặp ma thì không bị ma nó hại Đó. thì thực ra thưa đại chúng ấy ma nó hại ai cũng phải có nhân duyên chứ không phải tự nhiên ai nó cũng hại đâu mình phải có duyên có nợ với nó thưa đại chúng nó mới hại mình mà chủ yếu là mình có oán kết với nó mắc nợ với nó à, thì nó mới hại Đấy, thế còn nếu mà chúng ta không có duyên nợ thì nó cũng chẳng tự nhiên làm hại mình đâu Đó, thế thì cái mà mà tốt nhất ấy là chúng ta nên uh, quy y tam bảo thụ giới của phật khi thụ giới thì có giới thần người ta hộ trì câu chuyện đại chúng nhớ là ngài uh, à, ngộ đạt quốc sư đấy, đấy kiếp trước gây ác với người trên cái người đó người ta theo người ta báo án nhưng mà bao nhiêu 10 mười kiếp thì ngài ngộ đạt đều xuất ra tu hành giữ giới, cho nên ấy, cái vong hồn đấy nó không làm sao nó nó báo thù được. Nhưng đến cái kiếp này, ấy, kiếp thứ 10 này ngài khởi cái tâm kiêu mạn khi được vua tặng cho cái tòa trầm hương để ngồi. Do khởi tâm kiêu mạn cho nên ấy, các giới thần họ bỏ đi, các giới thần bỏ đi cho nên cái vong hồn đấy nó nhập vào nó báo án ngài được, à, biến thành cái mụn ghẻ mặt người ở đầu gối, làm cho ngài rất là đau đớn. Đó. Thế cho nên ở đây chúng, Thầy mới nói là nếu chúng ta quy y tam bảo thọ giới của Phật và thực hành giữ giới chân thật tu tập thì ma quỷ nó cũng ít tác động đến chúng ta. Nó ít trừ khi mình có duyên nợ với nó, có, có an kết với nó thôi. nhé Mà nếu có an kết thì lại càng phải tu tập để, để hóa giải an kết. Nhá. Đấy, thì thầy xin trả lời cho bạn à, Xuân Cương từ tài khoản Facebook tên là Nguyễn Mạnh. Bạn gửi câu hỏi về cho thầy như thế này. Kính bạch thầy, con vô tình nghe được bài giảng sau 49 ngày người chết đi về đâu mà thầy đã trả lời. Con hiểu là người chết sẽ tùy nghiệp của mình để đi tái sinh vào trong sáu cõi. Mà trong các cõi thì có cõi địa ngục chịu khổ vô cùng. Con sợ chết phải đọa vào địa ngục. Hay ngã quỷ lắm thầy ạ. Mà trong cuộc sống hàng ngày chắc con cũng đã gây nên nhiều tội lỗi để đọa vào địa ngục xin thầy chỉ dạy cho con biết giờ con phải tu làm sao để không bị đọa vào địa ngục ngã quỷ ạ à. con xin ân công đức của thầy không biết là bạn nguyễn mạnh có mặt ở trong đây không à, nguyễn mạnh hỏi rằng là bạn nói bạn được nghe giáo lý phật dạy và thầy giảng là chết rồi á là con người đi vào trong sáu cõi luân hồi trong đó có cả địa ngục và ngã quỷ Là hai cái cõi gọi là khổ nhất Nhất là địa ngục là khổ nhất Vào đấy là chỉ có cha tấn Suốt ngày, suốt đêm Và triển miên lâu dài Không biết là bao nhiêu ngàn vạn năm ở trong đấy Rồi ngã quỷ thì đói khát Suốt ngày đói khổ bị thiêu đốt Bạn rất sợ và Bạn tự đối chiếu lại mình ấy, Thấy mình cũng tạo khá nhiều tội Và nghi rằng mình chết Mình có thể rơi vào địa ngục cho nên bạn ấy gửi câu hỏi về xin với thầy xin với sư phụ làm sao hướng dẫn cho bạn tu để bạn không đọa vào địa ngục nha thì thầy xin à, trả lời cho bạn nguyễn mạnh thế này về giáo lý thì đúng là đức phật thấy rõ chúng ta khi chết nếu chưa đạt đạo à, hay chưa được vãng sinh về những cảnh giới à, tốt lành của chư phật thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đi vào trong lục đạo mà gọi là lục đạo luân hồi cao cấp nhất ấy là được sinh là cõi trời dưới cõi trời là các vị thần rồi dưới cõi thần là đến cõi người chúng ta đây dưới cõi người là cõi súc sinh dưới súc sinh là đến ma quỷ gọi là ngã quỷ dưới ngã quỷ là địa ngục đấy gọi là sáu cõi trong cái luân hồi cái vòng luân hồi thì thường một cái con người như chúng ta sống mà không rèn luyện tu dưỡng gì thì đa phần chúng ta chết ấy là rơi vào ngã quỷ Thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật có nói đấy, chúng sinh ở cõi đời này ấy, sau khi chết, ấy, cái số mà tái sinh trở lại làm người ấy, thì ít như đất so với đất ở trên móng tay so với đất dưới đại địa, còn số mà đọa xuống địa ngục thì nhiều như đất ở đại địa và đọa vào ngã quỷ nhiều như đất ở đại địa này đấy, thưa đại chúng, chúng ta đọa là phần nhiều, còn những cái tội mà nặng trong đạo Phật thì gọi là ngũ nghịch trọng tội giết cha giết mẹ à, giết a la hán à, rồi làm thân phật chảy máu phá hòa hợp tăng những cái tội trọng như thế thì chắc chắn là phải đọa vào địa ngục mà đây gọi là cái địa ngục vô gián vô gián nghĩa là không giãn cách không hở mà lúc nào là không tra tấn cả lúc nào cũng bị tra tấn có những cái địa ngục thì đôi lúc nó có được nghỉ một chút còn cái địa ngục vô gián là không giãn cách liên tục bị tra tấn thưa đại chúng không một nghỉ một chút nào cũng giống như trong, cái, trong các, cái nhà tù côn đảo mình ngày xưa đấy bị tra tấn rất là dã man nhưng mà cũng có đôi lúc được nghỉ chứ còn cái địa ngục vô gián này là không có được nghỉ ừ, đó. thế còn sinh vào ngạo quỷ thì không thế thì cũng bị thiêu đốt rất là khổ thì kính thưa đại chúng đó, đó là cái đối với cái thấy của đạo phật là lẽ thật mà chúng ta là người học phật chúng ta tin chắc điều đấy mặc dù những cảnh giới ấy mắt thường không nhìn thấy nhưng đức phật nói là nó có chứ không phải không có và có rất nhiều cái bây giờ chúng ta khẳng định rằng mắt không nhìn thấy nhưng nó vẫn có à, giống như sóng điện sóng của điện thoại đấy sóng vô tuyến chúng ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại cõi địa ngục cũng như vậy cõi ngã quỷ cũng như vậy cõi chư thiên cũng như vậy nó vẫn tồn tại cõi chư thần cũng như vậy mà chúng ta không thấy những vị có thiên nhãn thì vị có thể thấy hoặc là một số loài vật, cái mắt của nó rất đặc biệt, nó có thể thấy như là con chó. Người ta con chó nó có thể thấy được bóng ma, cho người ta gọi là chó cắn ma. Nghe không? Nhiều khi chúng ta cứ thấy nó sủa, nhưng mà chúng ta không thấy gì cả. Nhưng hóa ra là nó thấy, nó cảm nhận được vì cấu tạo con mắt của con chó nó khác với mắt người. Đó, thưa đại chúng nhé. Chứ không phải mắt con người chúng ta là tinh tường sáng suốt hết đâu mắt chúng ta chỉ nhìn thấy những cái sóng ánh sáng ở những cái những cái tần cái sóng nhất định thôi, cấp độ nhất định thôi, còn vượt lên hoặc dưới thấp ta không nhìn thấy. Thế những cái đấy, thế thì ở đây thầy vẫn nói là loài người chúng ta chỉ biết được những cái hình ảnh ở trong cái kênh của loài người thôi, còn sáu cái kênh kia là mình chưa 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 chuyển kênh cho nên chưa thể thấy được. Yeah. Vậy thì bạn nguyên Mạnh, bây giờ bạn ấy nói bạn lo là chết rồi đọa vào những cảnh giới đau khổ thì làm sao? Đương nhiên ấy, các con biết là Phật Pháp chính là cách để cứu giúp chúng ta Phật Pháp là cách để cứu khổ chúng ta, cứu đọa cho chúng ta Cho nên có phương pháp để cho một con người nhiều tội lỗi có thể chuyển hóa Đó chính là tu học Phật Pháp Bước đầu của tu học Phật Pháp đó là chúng ta phát nguyện đi quy y tam bảo Sau đó phát nguyện thọ trì năm giới Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không nghiện ngập đó là năm cái giới này là cái, cái, thèm thang đầu tiên để chúng ta tu tập để tiêu trừ các tội lỗi trước đây rồi chúng ta sám hối nữa nó cũng tiêu trừ tội lỗi và chúng ta tu tập các cái, cái thiện pháp tăng trưởng lên ta không sát sinh mà ta lại phóng sinh ta cứu người cứu vật ta không trộm cắp mà ta lại biết giúp đỡ bố thí cúng dường ta không tà dâm không ngoại tình mà ta sống thủy chung và ta không dối láo lường gạt mà ta sống rất là ngay thẳng chân thật và ta không nghiện ngập mà ta sống rất lành mạnh và rèn luyện đó đấy là những cái thiện pháp để cho chúng ta chuyển hóa nghiệp của mình cho đại chúng nhé và đức phật nói rằng một cái người khi mà thụ giới như vậy ấy, thì còn được các vị thần hộ giới hộ trì chúng ta cũng sẽ được tốt đẹp và cái người tội càng nặng thì phải tu càng tinh tấn đó. phải phát cái nguyện bồ đề phát cái tâm hộ trì cho phật pháp cho tam bảo thì cái tội đấy nó có thể tiêu được khi chúng ta phát tâm Bồ Đề chân thật, chùa mình có cái pháp phát tâm Bồ Đề đấy, chân thật phát tâm Bồ Đề và phát cái đại nguyện hộ trì cho Tam Bảo, hộ trì cho chánh Pháp, cho những người tu hành, thì chúng ta cũng tiêu được những cái nghiệp rất là nặng. Đó, có thể thoát không bị đọa địa ngục. Còn nếu không, chúng ta đã tạo nhiều tội mà không tu tập, không gặp Phật Pháp thì chắc chắn chết là đọa, thưa đại chúng. Đấy là một sự thật nhé. Thì xin chia sẻ để cho bạn Nguyên Mạnh. Nguyễn Mạnh, bạn có thể tu tập và bạn lên về chùa phát tâm quy y thụ giới của Phật và thực hiện những cái lời Phật dạy thì chúng ta sẽ có thể chuyển được những cái nghiệp đoạn như thế nhé một câu hỏi từ bạn Văn Quế con kính bạch thầy con mới tìm hiểu đạo Phật con muốn phát tâm ăn chay nhưng con có thắc mắc về những đồ ăn chay được ăn và đồ không được ăn con nghe có người nói rằng ăn chay thì không được ăn hành tỏi, nhưng con nghĩ hành tỏi là thực vật, tại sao lại không được ăn? Trứng gà, trứng vịt do con vật đẻ ra thì có ăn được không? Câu hỏi của con có điều gì không phải xin Thầy lượng thứ cho con, con xin chiên công đức của Thầy ạ. đấy bạn Văn Quế hỏi về câu chuyện ăn uống. Nghe không? Nhà Phật mình thì nói là có thực mới vực được đạo không ăn ấy, thì cũng không thể tu đạo được không ai nhìn đói mà tu được yeah. cái thực là rất quan trọng yeah. thì, kính thưa đại chúng ấy, cái câu chuyện về ăn uống ở trong phật giáo từ xưa cũng có rất nhiều điều phải bàn yeah. hiện nay ấy, thì có hai cái hệ thống trường phái thứ nhất là trường phái phật giáo nguyên thủy thì chư tăng bên đó vẫn ăn mặn Đấy, còn chư tăng của phật giáo phát triển hay gọi là phật giáo bắc tông ấy, thì lại ăn chay tất nhiên cũng không phải là ăn chay hoàn toàn À, không phải là các uh, chùa nào cũng ăn chay đâu tuy là phật giáo bắc tông thế thì bây giờ là chúng ta theo quan điểm nào đây theo nguyên thủy theo nam tông hay theo bắc tông yeah. thế thì quan điểm của thầy thế này à, chúng ta là đệ tử phật học theo phật hành theo lời phật dạy lấy phật làm làm gương cho chúng ta và các bậc thánh chúng ngày xưa làm gương cho chúng ta Thế thì thời Đức Phật ấy, như thế nào Thì chúng ta cũng sẽ như vậy wow. Vì Đức Phật là người khi thị hiện ra đời này Ngài đã mô phạm tất cả mọi trường hợp Mọi hoàn cảnh cho chúng ta Để chúng ta có thể thực hành được rồi Đức Phật đã thị hiện tất cả Những cái duyên Để cho người đời sau có thể căn cứ vào đấy Mà sống được, tu được, thực hành được Ngài thị hiện hết rồi yeah. Thì Đức Phật ngày xưa đó khi ngài làm thái tử thì không nói rồi đương nhiên ngài vẫn ăn uống bình thường cho đến khi ngài xuất gia ngài tu tập ngài cũng ăn uống bình thường nha và đắc đạo thế thì khi mà ngài đạt đạo thì ngài mới thấy được mọi cái nhân duyên và lúc này thì ngài có chế ra cho Chư tăng cái việc ăn uống như thế nào cho nó hợp đạo lý Đó, thế thì trong cái bài kinh này bài kinh Jivaka thì Đức Phật nói về cái việc ăn của chư tăng, à, thì chư tăng Đức Phật nói là được phép ăn tam tịnh nhục. Đây bài kinh nó nguyên văn như thế này, thầy trích trong Trung Bộ Kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Rajagava, tức là thành Vương Xá, tại rừng xoài của Jivaka, rồi Jivaka đi đến chỗ Đức Thế Tôn ở, sau khi đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên và sau khi ngồi xuống một bên Jivaka bạch với Thế Tôn rằng Kính bạch Thế Tôn, con nghe nói như sau Vì Sa Môn Gotama họ giết hại các sinh vật Và Sa Môn Gotama tức là Đức Phật ấy, Tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết Vì mình và được làm cho mình Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau Vì Sa Môn Gotama họ giết hại các sinh vật Và Sa Môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình bạch thế tôn những người ấy có nói chính lời của thế tôn họ không xuyên tạc thế tôn không đúng sự thật họ trả lời đúng pháp thuận pháp và những ai như pháp thuyết đúng pháp thuận pháp không có thể quả trách được ạ, Đã. tức là ông Jivaka ông nói rằng có những người người ta nói rằng đức phật wow, à, ăn những các cái loại thịt mà được uh, giết vì mình và được làm cho mình vậy thì ông Di hỏi Phật là những cái người họ nói như thế về Đức Phật có đúng không? Ừ. họ nói như thế là có đúng không? Đấy, thì Đức Phật nói thế này này Di ca những ai nói như sau vì Sa Môn Gotama họ giết hại các sinh vật và Sa Môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình được làm cho mình những người ấy không nói đúng lời của ta họ xuyên tạc lời ta không như chân, không như thật. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng, đó là thấy, nghe và nghi vì mình mà giết. Và này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp thịt được thọ dụng, đó là không thấy, không nghe và không nghi vì mình mà giết. Này Jivaka, ta nói trong ba trường hợp này thịt được thọ dụng. Đó. Như vậy, đó, ở đây Đức Phật khẳng định ấy, nói rất rõ với ông Jivaka là đối với thịt của động vật thì chư tăng được ăn trong trường hợp nào và không được ăn trong trường hợp nào chư tăng được ăn thịt động vật trong trường hợp gọi là tam tịnh nhục tam tịnh nhục tức là miếng thịt mà nó gọi là sạch sạch là sạch thế nào không phải sạch là không có hóa chất đâu mà sạch đó là không thấy không nghe và không nghi một vì tỳ kheo mà nhìn thấy con vật bị giết cho mình ăn không được ăn nghe tiếng con vật nó bị giết à, thì mình cũng không được lấy cái thịt đấy mà ăn và nghi ngờ người ta vì yêu quý mình mà giết cho mình con vật này để mình ăn thì cũng không được ăn đấy. gọi là nếu thấy nghe và nghi là không được ăn phải không thấy không nghe và không nghi nên là một vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực đi đến nhà này cũng không biết nhà người ta hôm ấy người ta mổ cá không biết gì cả mình cũng chẳng nghe thấy không biết gì và người ta nấu món cá xong thì người ta mang ra người ta cúng là mình có thể được thọ thì mình cũng không thấy không nghe và không nghi ngờ nghe không? nên nếu bây giờ mình ôm bát mình đi mình thấy nhà này mổ lợn kêu e ngác ấy phải không tí nữa ôm bát đi qua rồi xong này biết là hôm nay nhà này mổ lợn mà nghe thấy tiếng lợn kêu rồi tí nữa vòng bát trở lại ôm quay lại để, để đến đấy để khất thực là không được đâu là sai pháp rồi đấy Dạy chúng nhá. đấy đối với đức phật kỹ như vậy cơ cho nên ấy, chư tăng đi khất thực là vô tư ôm bát mà đi, nha. Phải không thấy không nghe và không nghi thì được được thọ cái miếng miếng thịt đấy và miếng thịt đấy gọi là tịnh nhục. Tịnh nhục trong ba trường hợp không thấy không nghe và không nghi. Thế mà thời Đức Phật thì tất cả tăng đoàn, cả bản thân Đức Phật cũng đều sống và đều thọ dụng như vậy cả. Đó. Có cái câu chuyện là một thầy tỳ kheo bị bệnh rất nặng và thầy thuốc nói rằng thầy phải ăn thịt mới chữa được cái bệnh này thế thì ngày hôm ấy đúng là cái ngày trai giới cho nên dân ở cái thành phố đấy không có ai giết thịt cả ngày bắt con trai không ai giết thịt cả cho nên ấy, có một vị tín nữ rất thuần thành cô ấy đi ra chợ không tìm thấy được thịt để mua về nấu cháo làm thuốc cho thầy ấy. thế là cuối cùng cô về cô lấy, lấy, lấy đâu đại chúng biết không? cô lấy dao cô xèo thịt ở bắp chân của cô ấy rất là dũng mãnh và nấu cháo cho thầy ăn thưa đại chúng thế thầy thì rất vô tư thôi thầy ăn ăn xong rồi thầy khỏi bệnh Đó. thế và cái cô tín nữ này á, đặc biệt lắm phải nói là một sự dũng cảm vô cùng đấy đại chúng thấy cái người phật tử ngày xưa người ta kính trọng tăng đoàn như thế nào kính đến về xẻo thịt mình ra để mà nấu cho, cho thầy tăng ăn Đó. thế nhưng mà do cái tâm của cô kính tín tam bảo chưa tăng như vậy thế nhưng mà một đêm hôm sau tự nhiên tất cả thịt của cô lại nó lại điền đầy hết luôn chân trở lại bình thường không có vấn đề gì như một cái chân bình thường lại chúng nó màu nhiệm đến như vậy do phước báu của cô ấy Đấy. thế rồi có một câu chuyện có một thầy tăng bị lở lét thân thể bị lở lét thế thì đau đớn lắm mới đến bạch phật thì đức phật ấy, thầy thuốc cũng nói là gặp thầy thuốc thầy thuốc nói là cái bệnh này thì phải phải ăn canh cua mới khỏi được Thế thì chính Đức Phật ấy, khi mà vị Tăng này đến bạch Phật Thì Đức Phật này bảo nếu mà thế thì ông phải đến cái vùng này này Cái vùng nhà quê này này Họ có đồng ruộng á Thì đến đây ông khất thực có thể được canh cua Ông ăn là ông có thể khỏi bệnh Thế và sau đó thì thầy Tỳ Kheo này đã đi đến cái vùng quê đấy Do Đức Phật giới thiệu Và đến đấy ông ôm bát đi khất thực Và được Thí Chủ cúng cho bát canh cua Thế là ngài ăn Và ăn xong đúng là ngài khỏi luôn cái bệnh đấy Đấy thưa đại chúng Nhé như vậy chúng ta thấy ấy, cái việc sinh hoạt của tăng đoàn thời Đức Phật ấy nó rất là bình thường và rất là tự nhiên. Đấy các ngài chỉ trừ gọi là khi mà ăn mặn ấy nó không được thanh tịnh, tức là nó vi phạm vào ba cái điều thấy, nghe và nghi là không được ăn thôi. Còn nếu mà thịt ấy không thấy, không nghe và không nghi thì vẫn được ăn. Thế còn ở đây á thưa đại chúng bạn này bạn hỏi thêm là về trứng này rồi về hành tỏi thì người tu có được ăn không? Rồi người xuất gia có được ăn không thì kính thưa đại chúng á, về trứng công nghiệp thì chúng ta biết là cái loại trứng không có trống à, nó không có trống ở trong đấy à, cho nên ấy, nó không có mầm sống thì nó cũng giống như là sữa thôi con gà con vịt ấy, dù nó không có, có trống thì nó vẫn đẻ bình thường giống như con bò nó vẫn cứ ra sữa à, mặc dù nó không có sinh con nó không có chửa nó vẫn cứ ra sữa con bò sữa đó nó vẫn ra sữa cho nên mà không vắt sữa ra thì có khi nó bệnh nó chết mất con gà mà đến kỳ đẻ không cho nó đẻ nó cũng chết à, thì cái quả trứng không có trống đấy với sữa bò nó giống như nhau vậy đấy thì chúng ta uống được sữa bò thì chúng ta cũng ăn được cái quả trứng không có trống ấy cho nên trứng công nghiệp là người tu học phật cho đến người xuất gia đều ăn uống được không có phạm tội sát sinh và đấy nó không có phạm tội đấy nó cũng thuộc về cái tình nhục nha thế còn hành với tỏi thì làm sao thì thưa đại chúng thầy thì đi Ấn Độ nhiều lần thầy biết ý, dân Ấn Độ họ ăn hành tỏi là khủng khiếp luôn đấy thưa đại chúng đến bây giờ vẫn thế ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng thế có thể gần như món ăn nào họ cũng phải có hành cũng phải có tỏi ý, rất là mạnh thế và bản chất thì đúng là tỏi với hành nó đều có những cái chất kháng sinh rất tốt nhất là cái dịch Covid này ngào cúm này Đấy, mà ăn tỏi là nó, nó cũng trợ duyên kháng sinh cho chúng ta Đấy, Con gà mà bị cúm là người ta cứ cho vài viên tỏi vào là nó hết cúm Mà chúng ta bị cúm cũng thế Cứ ăn mấy củ tỏi là có khi là cũng hết Và nó có tác dụng kể cả với cái, cái, cái cúm Covid này Nghe không? Thì thưa đại chúng Cho nên thực sự mà nói thì hành với tỏi đó, Nó không phải là cái gì ghê gớm mà chúng ta không được ăn, không dám ăn Nhưng mà À, nó, nó về chất ấy là nó có những cái dược chất để có tính chất trị liệu chữa bệnh tốt tốt cho sức khỏe như là rượu tỏi hay là thuốc tỏi đều có cái tác dụng tốt thế nhưng quả thật thì nó nếu ăn nhiều thì nó nóng và nó cũng có một cái phần tính chất là kích thích cái, cái dục tính thế cho nên ấy, chúng ta ăn thì cũng không nên ăn quá nhiều Nhá, không nên ăn quá nhiều không nên ăn nhiều ăn vừa đủ mang tính chất gia vị thôi để cho nó kích thích tiêu hóa và có thêm các cái kháng chất thế thôi chứ còn nếu mà lạm dụng nó ăn nhiều thì cũng không nên chứ ăn nó thì không phạm gì như một số kinh điển đại thừa thì nói rằng khi ăn hành ăn tỏi là ma nó đến nó liếm mép và <laughs> cho nên là nghe thì ghê lắm ngày xưa thì thầy đọc cái này thầy cũng, cũng tin như thế nhưng sau khi mà nghiên cứu về kinh điển nguyên thủy rồi đi sang thực tế Ấn Độ đất Phật thì thầy thấy nó không phải như vậy. Nào, nhưng cái đấy nhiều khi là kinh điển một số kinh điển sau này thêm vào đại thừa thêm vào hoặc của ngoại giáo họ thêm vào chứ thực ra thì tất cả người dân Ấn Độ họ đều ăn hành tỏi thì Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực thì đương nhiên cũng phải ăn hành tỏi chứ không thể nào không ăn được vì món nào của họ cũng châm chế hành tỏi vào thế cho nên Đức Phật và Chư Tăng đều ăn cả chỉ có cái ta hạn chế đừng ăn nhiều ăn nhiều nó không có tốt nhé thì như vậy thầy xin trả lời cho bạn à, này để bạn đây bạn à, văn quế bạn hiểu về cái việc ăn ăn trứng hay là ăn hành ăn tỏi đối với người tu học phật không kể là tại gia hay xuất gia à, chúng ta ăn đúng pháp phật cho ăn tam tịnh nhục này à, hành tỏi ăn được nhưng mà không nên ăn quá nhiều Đó, ăn mang tính chất là nó là hương vị thôi để nó có tính chất chữa bệnh lợi ích cho sức khỏe thì được đó tất cả cái đó đều không có phạm giới thì trong giới luật của Phật cũng không cấm ăn hành ăn hành tỏi mà khi ăn xong thì chúng ta phải đánh răng súc miệng hoặc trong luật Phật thì nói là người ăn hành tỏi nó hôi thì phải ở biệt chúng một vài ngày cho nó hết cái mùi hôi thì chúng ta mới được về nhập chúng nhưng còn nếu chúng ta vượt qua được cái mùi hôi đó đại chúng cũng không vấn đề gì thì không có cái chuyện phải biệt chúng đó thì thầy xin chia sẻ để đại chúng nắm được và chùa mình thì hiện nay thực sự là thầy cũng đã cho chư tăng và đại chúng Phật tử ăn trứng công nghiệp bình thường, ăn tỏi bình thường rồi nha. Cái đó là cái chuyện tốt và thực sự nó cũng giúp chúng ta uh, chống trải với lại cái cái thời điểm Covid này nha.